Đố em tính được chi phí nuôi một chiếc xe hạng C, ví dụ như Kia K3, được anh đến chốt xe luôn, không cần mặc cả. Ok anh, có luôn anh nhá. Nhưng mà anh lưu ý là chi phí này sẽ không đúng 100%, bởi đối với mỗi người sẽ có sự phát sinh chi phí khác nhau. Sau đây em sẽ chia ra làm 3 loại chi phí chính và tính theo chiếc Kia K3 sản xuất năm 2022, bản 1.6 turbo, tức là bản cao cấp nhất. Đầu tiên là chi phí cố định, bao gồm phí bảo trì đường bộ là 1.560.000 đồng một năm, phí bảo hiểm dân sự, phí bảo hiểm thân vỏ khoảng 10.800.000 một năm, phí gửi xe là 1.000.000 đồng một tháng, một năm là 12.000.000 và phí đăng kiểm là 340.000 đồng. Như vậy, tổng chi phí cố định một năm là 25.180.700 đồng. Tiếp theo là chi phí lưu động. Mức tiêu hao nhiên liệu của Kia K3 bản 1.6 turbo theo nhà sản xuất công bố là 6,71 lít trên 100 km đường kết hợp. Em tạm tính giá xăng 95 là 23.000 đồng một lít. Nếu một ngày anh đi 30 cây số thì một năm sẽ tốn khoảng 16.895.850 đồng. Ngoài ra còn có rửa xe mỗi lần 100.000, một năm là 2.600.000, bảo dưỡng định kỳ 2.000.000 đồng trên 2 lần trên một năm. Đây là em tính ở hai mốc bảo dưỡng thấp nhất là 5.000 đến 10.000 km. Gửi xe đi cà phê, đi ăn tuần một lần, mỗi lần 50.000, một năm là 2.600.000 đồng. Trạm thu phí khoảng 500.000 đồng một tháng, một năm là 6.000.000 đồng. Như vậy, tổng chi phí lưu động một năm là 30.095.850 đồng. Và cuối cùng là chi phí dự phòng. Nếu chẳng may va chạm thì áng chừng phí miễn thường là 500.000 trên một vụ, một năm hai vụ là 1.000.000 đồng. Nếu vi phạm luật giao thông thì còn tốn thêm kha khá nữa. Nhưng thôi, em cứ tính rẻ là khoảng 2.000.000 đồng. Tổng chi phí dự phòng là 3.000.000 đồng một năm. Tổng kết lại, tất cả các chi phí một năm là 58.276.550 đồng, tương đương với 4.800.000 đồng trên một tháng. Vậy là em đã tính xong rồi đấy ạ. Còn bây giờ thì mời anh qua Bika Hà Nội để chốt xe nhé.